Đội xe LHEST chạy bằng điện của trường đại học Lạc Hồng, Đồng Nai vừa xuất sắc vô địch cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á Shell EcoMaton Asia tại Singapore ở thể loại xe mô hình đô thị chạy bằng điện. Đây là chương trình có quy mô toàn cầu nhằm thu hút các sinh viên thiết kế và phát triển các xe ô tô siêu tiết kiệm năng lượng và đưa vào thi đấu. Xe của đội LHEST đã đạt thành tích chạy 129,3 km, chỉ tiêu tốn hết 1 kWh điện và xuất sắc giành ngôi vô địch ở thể loại xe mô hình đô thị chạy bằng điện Urban Concept Battery Energy. Xếp vị trí thứ nhì, 3, 4 ở nội dung này lần lượt là các đội của Indonesia. Đây là lần thứ tư liên tiếp trường Đại học Lạc Hồng có đội tuyển vô địch tại cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á ở thể loại mô hình đô thị, đồng thời lập kỷ lục về số lần liên tiếp vô địch cuộc thi này. Cuộc thi xe tiết kiệm nhiên liệu châu Á 2018 diễn ra tại Singapore, quy tụ trên 100 đội tuyển của các trường đến từ nhiều quốc gia, trong đó có những trường đại học hàng đầu ở khu vực châu Á.